ngon xoắn lưỡi. Cái gì cũng có đứa em vào bán kết. Anh như bán phim bắt đầu phán xét. Don't care. Mấy câu punchline của em nghe mà chán chết. Hít thật bầu không khí thật căng tràn. Xuất hiện trên TV điều văn qua. Mang nhiều đây bộ anh thăm ngàn. Đưa chuyện thành đô la tài khoản bộ anh lên đến trăm ngàn. I want and only a lady wants me. I'm flying CD, you wanna be me. Sao nào VIP khi anh vào cũng vui không tự khó cho đến khi mà anh tạm khóc. Mọi nhân nhuyễn đến có thông thảo. Cứ tin đi và hết vui chơi và không quọng flag team. Sang chạy, cô bây giờ lên Đà Lạt vì ngắm quang cảnh đang dậy tay để kè những lời hay ý đẹp. Nghe sâu lắm nhưng cảm ảnh gì vậy. Lật lộn mấy em nói thắp sổ hoách và all black cổ trên trong một ảnh sổ hoách. Chương trình quá nhiều cú twist. Như em khóc tự anh lòng. Cho phụ người khác anh không quay đầu. Sao khu này mày thấy bắt đầu chính là mình ấy nhờ. In 5 by 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 5 by
Bếp gái totally got them. He don't make my friend. Middle this and the last same. Chưa hết. Ồ, hết rồi hả? Hết chưa? Hết thiệt chưa? Em là ai? Dạ vâng, em chào anh ạ. Em là Tiệp Nguyễn, em đến từ Hà Nội ạ. Em là màu đỏ, chốt chưa? Còn cái gì xuất hiện sau đó nữa không? Màu đỏ là màu của em ạ. Như vậy là em là dạng đỏ có hôn thú hay chưa? Em là đỏ nhưng mà chưa có hôn thú ạ. Đỏ còn tươi. Người yêu của em với em quen nhau được bao lâu rồi? Người yêu em và em quen nhau được 8 tháng rồi ạ. Và bạn ấy là một diễn viên ạ. Ok, thì bạn đó có cái vấn đề gì với công việc của em hiện tại không? Tại vì mình không phải nói là nó có vấn đề, nhưng mà những công việc như thế thì thường á là con gái sẽ hơi lo lắng. Đây cũng là một lý do em tới với chương trình ngày hôm nay ạ. Bạn gái em thì thường xuyên là lo âu về cái mối quan hệ này, bởi vì tính chất công việc cũng như cuộc sống của em nó khá phức tạp. Và bạn ấy sợ là em có những mối quan hệ ngoài luồng khác. Thì em muốn tới đây để chứng minh cho cô ấy thấy là em có thể nói với tất cả mọi người là em yêu cô ấy. Tuyệt vời. Thế bây giờ có cơ hội em nhìn vào cái máy quay. Anh nghĩ là bạn ấy sẽ xem đoạn này. Em nói gì em nói đi. Em đừng quá lo lắng nhé. Anh yêu em. Và anh có thể nói với tất cả mọi người rằng anh rất yêu em. Đúng là trai Hà Nội nha, đúng là trai Bắc đấy. Đơn giản mà ngọt ngào. Đây là công việc gần đây em mới đầu tư thôi hay là từ trước tới giờ là em thích kinh doanh theo cái kiểu loại hình như thế? Thực sự thì đây cũng là một công việc mà em mới bắt đầu thôi ạ. Trước đây thì em làm việc cho công ty của gia đình em. Nhưng mà sau đó thì em muốn tự lập trải nghiệm những cái mới. Và em quyết định là sang cái một cái ngành mới này, giải trí khá tự do. Em ơi, cho anh hỏi mấy cái vụ mà giặt gương cà vạt rồi mà ngồi là em thiệt không? Hay là chương trình bắt em? Cơ hội cho em đính chính nè. Thực ra thì bình thường thì con người em cũng như thế ạ. Ôi, cũng dây nịt cà vạt rồi đó. Bình thường là em cũng hay là ngồi ghế sofa là tụt tụt như vậy đúng không? Đa số mọi người quen biết em ấy đều nói là em có một cái màu tím ấy. Không, nhưng mà từ đầu chị đã nói là em là người nhẹ nhàng, có những cái sự trau chuốt. Nhưng mà đối với chị thì chị nhìn được cái sự nam tính của em. Và chị có một điều chị muốn nhờ em như thế này này. Em có thể nào cùng cả bạn gái của em rủ cô bé này đi ra ngoài chơi nhiều nhiều hơn được không? Tại vì cô bé này rất là hiền lành và e sợ nhiều thứ và hơi truyền thống quá.
để cho nó có những cái sự trải nghiệm đa dạng hơn. Và đến khi mà mình gặp được người đàn ông mà mình ưng ý, mình sẽ tự tin hơn về cái sự lựa chọn này. Đề nghị này hay đấy. Nhưng mà mọi người ơi, em như nhà mình là phải về trước 10 giờ đêm ạ. À không, không, đừng về trước 10 giờ đêm. Cinderella là 12 giờ, giờ chốt đơn là 12 giờ. Nếu như từ đây đến cuối chương trình mà bạn ấy có được một bạn nam như ý thì đến club của em chơi, thế là đúng không? Mình rất sẵn sàng mời tất cả mọi người ở trong chương trình cũng như là Nhi và bạn trai sắp tới club của mình chơi. Đấy. Yeah. Em ở đây ạ.